Hai người này rất là nổi tiếng. Một người tên là Bất Tài, một người tên là Vô Dụng. Anh nói hai đứa em anh vậy đó, trong khi đứa hai đứa xinh xắn, lúc nào cũng bà trong kia giúp anh thắng. Em giúp cái gì? Coi lại chương trình tuần trước đi. Võ Thân Fatimate, em đã từng tham gia chương trình này rồi. Với các bạn, ngày hôm nay đến một mình, có lo sợ không? Dạ sợ chứ. Tại sao? Mới vô là bị chị Ngọc chỉ... Nựng mà. Nựng mà. Chỉ nựng, dạ, nựng yêu. Đúng rồi, dạ. Vui vẻ. Nhưng mà em nghe một cái thông tin nội bộ thôi. Đó là ai mà được chị Ngọc nựng là cái đội đó xui. Thua. Thua. Nhưng mà không sao, em tin Phát mà lại tấn Phát nữa. Tấn Phát là tới liên tục. Tới luôn, cho nên cái vé của em nó lấp hết. Trước mắt chúng ta hãy chào quý vị khán giả đi đã. Đây là chương trình Bảy Nụ Cười Show. Wow. Yeah. Anh Luân thiếu một thứ. Thiếu một thứ. Anh Luân không có người yêu. Anh Luân không có người yêu. Cái thứ đó nó quan trọng. Ôi, hèn chi mà mày đặt nó là đổi hạnh phúc lấy cô đơn. Đó, hạnh phúc đâu mà cô đơn. Ủa mà sao em biết, đúng rồi. Không, em biết anh Luân, anh hay nói Ngân ơi anh buồn quá. Vậy không ai yêu anh hết trơn. Điều quý giá nhất trên đời là em, là em. Ngọc ơi, em có muốn cover không? Anh sẽ làm một cái bản cover cho em. Đáng quá. Mà sao tự nhiên đi đặt cái bài nhạc gì mà đổi hạnh phúc lấy cô đơn nghe Có nghĩa là ban đầu mình nghĩ là mình đổi hạnh phúc sẽ đem lại hạnh phúc cho hai người, phù hợp với một cái hạnh phúc mới tốt hơn. Nhưng mà mình không ngờ là khi mà người ta có hạnh phúc rồi mà mình vẫn chưa có hạnh phúc đó thì em thấy em cô đơn nên mới viết cái bài đổi hạnh phúc lấy cô đơn. À, anh viết luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em với một người anh nữa. Thì thật ra sắp tới đó em cũng có ra một số cái ca khúc mà em cũng tự viết trong cái album sắp tới đó. Mọi người nhớ ủng hộ cho em. Chắc là cần tụi em đúng không? Sao thì anh Luân viết cho hai tụi em chị Ngọc một bài được không? Được em. Anh nói em nghe nè, nhiều khi sự nghiệp mình đang thăng hoa mà một bài hát dành cho sai người thôi là trùng em xuống đi, luôn đúng không? Rồi em đi xuống luôn á. Thôi cái này chắc để về hậu trường mình nói sau quá. Giờ anh chưa nghĩ ra kịp anh nên viết cái gì. Ngày hôm nay chúng ta chào đón Song Luân đến với chương trình. Thì chúng ta cũng xin giới thiệu với Song Luân thân mến, cũng đã quá hiểu về cái dàn anh em đây rồi. Dạ. Đúng không? Dễ thương, xinh xắn, nhu mì, cá tính, rồi kinh nghiệm. Thì mình có mong ước về đội nào hay không? Dạ thì như ở trong cánh gà em có nghe nói đó thì anh Luật hôm nay là sức nó cũng xuống rồi. Dạ, tuổi tác thì cũng là hàng top ở trong cái anh em mình. Dạ. Thì em muốn là sẽ ở bên cạnh anh Luật để nâng khăn của túi hỗ trợ cho anh ấy những cái lúc mà anh ấy không nói được. Còn kiến thức em nghĩ là anh có thừa. Em chỉ thiếu kiến thức thôi. Chứ còn hai sắc đẹp này thì sao? Tự nhiên trong khi hai người người ta đứng kế bên sẵn luôn rồi. Nè em, hai người này rất là nổi tiếng. Một người tên là Bất Tài, một người tên là Vô Dụng. Anh nói hai đứa em anh vậy đó, trong khi đứa hai đứa xinh xắn, lúc nào cũng mà trong khi giúp anh thắng. Em giúp cái gì? Coi lại chương trình tuần trước đi. Thôi đừng ép em, nó phải chọn. Chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ sau đây để chúng ta chọn ngẫu nhiên đội của mình. Trong những chiếc lều của ban tổ chức chuẩn bị, nó sẽ có những vật dụng để chúng ta thay đổi ngoại hình. Chúng ta sẽ làm đến khi nào có ba người giống nhau thì ba người giống nhau thì chúng ta có đội. Còn nếu không chúng ta làm hoài làm mãi đến khi nào có thì thôi. Ai cũng được miễn đừng có Bất Tài, Vô Dụng. Trời, chúc một hồi về đội của hai em đi. Trời ha. Giá trời, trời về đội anh Luật. Đúng rồi đó. Nói là men sống chết thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Đi rồi. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi, đó cũng mong lắm. Cũng mong tụi tôi về đội lắm. Chứ có phải gì. Như vậy là chưa cân bằng chưa, số lượng. Chưa, hết hồn hết vía. Hiện tại chỉ có là 2 đen tới 4 trắng lận. Chúng ta làm lại một lần nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. 1, 2, 3, xuất hiện đi nào. Yeah!
Yeah. Oh yeah. Đen 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 một đội, trắng 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 một đội. Ê, nhưng mà anh thấy có sự trùng hợp gì không? Làm gì? Ba cái đầu ít tóc bạc bên kia, ít tóc bạc bên kia. À, okay, okay. Lớp anh chị. Nè, anh nói là anh ở trung đội của em, chị Ngọc là anh thua. Anh nhìn hôm nay xong luôn thắng nè. Ok, anh coi. Ok. Khó lắm, mọi sự lương lẹo cay đắng. Dơ bẩn lương lẹo cay đắng. Dơ bẩn đã thuộc về bên đây rồi. Thì làm sao bên đây thắng được. Trời ơi, đi làm không coi ngày, nghĩ làm sao? Tụi em có ý chí. Tả bất tài hữu là vô dụng. Mời đặt tên cho đội của mình. Mình bất tài vô dụng thôi. Trời ghê cái tên. Không được, kinh nghiệm của em là đặt tên sao nó giận vô người. Sang lên phải không? Đúng, phải sang trọng lên, phải tuần kêu trước lên. Là, tuần trước là Lan Ngọc đặt tên nhóm tôi là Vũn Buồn đó. Vũn Buồn à, là đi luôn đấy. Tôi xin đặt tên bên nhóm tôi: gân càng già càng cay. Bên đây là thôi cho anh luôn. Ngựa non hấu đá. Thôi bỏ đi. Thôi cũng được, ngựa non hấu đá. Đội ngựa non hấu đá và đội gừng càng già càng cay. Tại sao hôm nay một cái bài nhảy nó đẹp như vậy mà tiết lộ không tập trung? Hên đó anh, có anh Luật vô là quay 4 lần chưa xong. Ủa em nói gì vậy, những số trước anh nhảy rất tốt. Mấy cái này anh theo anh kịp nhảy đâu. Anh nhảy tốt nhưng mà quay tới 4 lần. Anh quay chung với em quay tới 4 lần. Thấy chưa, có nhân lần này em quay có 1 lần. Nào bây giờ em làm thử cái động tác này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vô. Quá dễ, quá dễ. Không phải tập diễn sinh, bên đây là dance. Không phải tập diễn sinh, thông cảm. Nhưng mà sao hôm nay mắt đỏ vậy? Có nhiều sự bực bội trong người lắm. Có không hài lòng ai đây hả? Hay sao? Có nhiều sự bực bội trong người, đúng rồi, có nhiều sự bực bội trong người. Có hài lòng, không hài lòng ai đây hả? Rất nhiều sự bực bội trong người. Đó là mình giữ lại để lát chơi mình bung ra. Giải bỏ, giải bỏ. Có nghĩa là mắt lông lên sầm sọc luôn á. Mắt lông lên sầm sọc luôn á. Thì ngày hôm nay chúng ta thôi quên đi cái mối tương thù đó, những gì ốc hận để dự lại cho phần bạn. Thưa các chị em thân mến, như thường lệ thì chúng ta bây giờ một là bốc thăm, hai là quay số để mình lựa chọn đội. Nhưng hôm nay một vị khách là một đứa em thân thiết, cho hai, em chọn duyên dáng hả? Em có một cái ưu tiên chứ? Đúng rồi, lần đầu tiên đến mà phải có ưu tiên, tức là em sẽ được chọn người em thích. Nhưng không phải là tôi về đội Lan Ngọc, tôi về đội anh Luật, tôi về đội ngơ. Không, em phải hát một đoạn hát nào đó, có tên người nào thì về đội người đó. Giống như tụi anh là những con số đó, đúng chưa? Nếu như hát không được, phải về đội của em. Rồi, để em hát cho. Được không? Ổn không? Dạ được, dạ được. Khớp, khớp con ngựa ô, ô để anh khớp. Khớp con ngựa ô, ô để anh khớp. Khớp con ngựa ô, ngựa ô. Ôi khoan, em ca khúc cuối luôn rồi. Em phải ca lại khúc đầu nữa là sao ta? Điện miễn sao? Đêm phương nam nằm nghe dòng sông. Dạ không, trời. Khớp cái bài đó khác nữa. Có hai cái bài ngô nữa. Anh khớp cái kiểu vàng. Đường đen đá đỏ, đường mỡ đồng đen. Bông sen lá rộng. Tình 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 tình. Thì em cứ đàn đi, chỗ đàn tới tên người ta nghe em kêu tên cho dễ. Rồi đưa nàng, đưa nàng. Anh đưa nàng về Vinh. Anh đưa nàng về Vinh. Tình. Một người, còn một người nữa. Cái tên tôi đã hát không nổi rồi. Luật hả? Luật. Không dễ, mình hỏi mấy sinh viên trường đại học Luật. Luật. Ông trời ngoài mặt là mưa, vì đời không giống trong mơ. Trời ơi, một sự lạnh lẽo bao trùm cả phim trường. Dữ Luật là có, tại mình không nhớ thôi. Cái quan trọng là cũng muốn bóc anh hay không thôi đó. Ông trời ngoài mặt làm ngơ. Không à, một sự im lặng dài hạn. Có, à có. Cái bài em dạo này. Em dạo này có cần xem phim một mình à. Em dạo này có đồ ăn và shopping yeah. Ngày xuân em có xuân phố không người, và tán dương cỏ cây lặng thinh.
Em dạo này có ra cuối tuần. Em dạo này có cùng Vinh và Luân. Em dạo này có cùng Vinh và Luân. Thằng đêm em có. Khoan khoan, để cô ta hát lại khúc đó. Công viên và luật. Công viên và luật là gì ạ? Ờ, cùng Vinh và Luật á anh. Em dạo này có đi xa cuối tuần. Em dạo này có gặp Vinh và Ngân. Luật. Em dạo này có gặp Vinh và Ngân. Tự chế hả? Dạ. Không được, hát bài nào đàng hoàng chế đâu được. Ờ, khó quá anh. Hát cả đó. Dạ đi. Dạ nhiều bài thiếu gì lắm. Trời ơi, thôn vị dạ đó em. Sợ. Trời ơi. Dạ cũng buồn đó em. Ngân để Ngân nhắc hát không? Cái bài gì đó. Chiều qua thôn vị dạ. Thôn vị dạ. Thôn vị dạ. Thôn vị dạ. Để em bắn. Có con chim vành khuyên nhỏ. Không, ta, 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 ta. Không thích bài có con chim vành khuyên. Ủa sao kỳ vậy chị? Chưa không thích. Ôi, đúng rồi, cái đó có luôn. Gọi dạ bảo. Có con chim vành khuyên nhỏ. Đổi bài khác. Đó, trưng sinh thế. Gọi. Gọi gia bào vân. Lễ bế rất ngoan nhất nhà. Gia bào hay quá. Ủa sao vậy? Chú trước gánh một vai là tại một tuần, bây giờ thêm một vai nữa. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ Luật có vẻ không hài lòng với hai bạn này. Luật chỉ cần hát có tên một người đó là người đó ra khỏi đội chơi riêng. Ủa sao anh nói quá ngày nào? Xưa ai lá ngọc cành. Rồi xong đi. Ai lá ngọc cành. Rồi xong đi. Đi. Chuông ngân vang. Đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn. Hai đứa mày ngân vang. Hai đứa mày ngân vang. Hai đứa mày ngân vang. Nó chơi mày thôi chứ. Không, không, không có chơi. Vậy em bây giờ em muốn... là một đội. Đúng. Vậy hả? Anh muốn mời tụi em vô thì vô. Ha, hai em có thể cho anh vô đội hai em được hay không? Ha, hai em có thể cho anh vô đội hai em. Anh phải làm cái gì đi? Chào ăn cho tất cả mọi người. Wow. Hơn cả trăm con người ở đây. Cho tất cả mọi người một cái câu, cho tất cả mọi người, em có thể là giết anh một tháng cho em có biết hay không vậy? Dạ không sao, anh ok mà đúng không ông chú? Đó, no. Như vậy chúng tôi đã chia đội, đội bên trái có Thiên Vinh, Quốc Khánh và Lâm Vĩ Dạ. Đội phải có Tiến Luật, Thiên Ngân và Ninh Dương Lan Ngọc. Cân tài cân sức không? Rất à, cân nha. Nếu mà thua phạt nặng không? Nếu mà thua phạt nặng không? Rất nặng luôn. Wow. Số 5 không hợp với tôi à. Mùa 5 không hợp với tôi nha. Từ đầu tuần tới giờ là thua miết luôn nha. Khánh ơi, anh giận em lắm Khánh. Dạ. Hồi nãy giờ anh nói em suy nghĩ cái từ gì có chữ luật. Bây giờ em mới nghĩ ra cái bài hát. Hát. Cái bài hát của phim của anh đó. Sân chơi này là của tao. Luật chơi này là của tao. Đó. Trời ơi. Chậm rồi. Được rồi, em sửa lại. Sân chơi này là của tao. Tiếng lực là của thu chơi. Nhưng mà nãy hát là gì? Bên kia mạnh quá, ai chơi lại? Không lẽ để ba đứa gái yếu đuối chống lại ba chàng trai? Anh? Không, tôi muốn dậm nát luôn. Dậm nát luôn. Toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đang chào đón tất cả mọi người đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng chào đón Hậu Hoàng và Đỗ Khánh Vân. Chương trình của chúng tôi mùa thứ tư đã lại và xin giới thiệu lại ưu điểm và khuyết điểm của từng người. Đúng như vậy. Ưu điểm của Lan Ngọc là thông minh, nhạy bén, lanh lợi, xinh đẹp. Không có một cái sự nào có thể ngăn cản được. Đúng Linh vậy. Như Lan Ngọc. Đúng vậy. Đúng vậy. Thiên Ngân là một người đến từ Cai Lậy. Hết rồi. Không còn gì để nói nữa gái quý vị. Đúng rồi. Lâm Vĩ Dạ. Nghe nè. Lâm Vĩ Dạ hot girl cầm lời. Một chồng hai con chưa có gì phát triển. Trương Thế Vinh là một ca sĩ vừa cắm bếp với bài hát I'm feeling happy. I'm feeling happy. Chưa có nhiều người coi. Chưa có nhiều người coi.
Ủa sao anh chứ anh gì vậy? Sao anh nhịp hàng dạ, mình vậy? Ông chú chương trình tiến luật. Gì vậy? Gì vậy? Người ta đang cao anh giàu lắm anh Luật. Anh mới làm gì hả anh? Anh rủ cái gì ra vậy anh? Ưu điểm của tiến luật là thông thạo về kiến thức của nhân loại. Wow. Khuyết điểm là nhìn các bạn nữ. Nên Dư Lê Ngọc là người chuyên cà khịa đàn anh, chuyên coi đàn anh là một cái thứ vứt đi, vứt đi. Trời ơi, anh nhưng... ơi, làm vậy rồi thiên hạ người ta nhìn vô mặt người ta quánh giác. Nói lại, Lan Ngọc là người hay cà khịa anh và coi anh không có kg nào hết trơn. Trời ơi, nó có khác gì câu hồi nãy đâu. Khánh Vân là một người tỏa nắng, nắng vẫn tỏa. Bây giờ chúng ta chia đội nè. Vinh, bốn mùa rồi bị sự đeo bám, sự hà hiếp của Lâm Vy Dạ, mời dĩ Vinh. Hả? Hey, anh Giang à, lâu ngày không gặp lại sao anh tàn nhẫn vậy? Đây là nó cháu tôi, rất là xinh đẹp, mặt dễ thương luôn, diễn cũng dễ thương luôn, và đôi mắt là mắt biếc luôn. Còn chờ gì nữa, đây ba mẹ đang đợi, về đi con. Mẹ đứa con. Còn lại tất cả những sự đau đớn, những sự tủi thân, những cái gì đau khổ nhất cuộc đời dành cho Tiến Luật. Về hết bên đây coi. Cha với ba người con gái. Qua bên đây là thấy thua nữa rồi. Mùa mới mà trong cây giấy. Mùa mới tập đầu tiên mà anh ấy xu quá. Mùa nào cũng như mùa đó. Có bé hậu hoàng đây, yên tâm. Được em, được, được, anh đây cho em. Để sự kết nối trong gia đình mình cho nó mặn mòi, cho nó kháng khích, mình sẽ làm một bài thơ, mỗi người một câu. Chết để mình chết, kết hợp gia đình được không? Tụi em không giỏi gì đâu. Được. Em làm câu đầu tiên. Tôi làm câu đầu tiên. Em làm câu đầu tiên. Đó chưa gì nội bộ lộn xộn rồi. Lục bát nha. Mời em. Hôm nay chương trình vui quá, mà sao đến đây vẫn chưa có quà. Mà sao rồi, đến đây mấy đứa về học thơ lại đi giùm cái. Ủa đúng rồi mà, 68. Cái vần sai rồi. Cái sai vần rồi cũng sai. Để tôi làm câu đầu tiên nha. Được, áp lực thế. Hôm nay chương trình thật vui. Vui vẻ gì tầm này ta nhỉ hỉ. Gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên thôi vậy là tụi em làm gì nữa? Hết vui là làm gì nữa? Hôm nay chương trình thật vui, mà sao tôi thấy tối thui thế này như vậy? Mà sao tôi thấy tối thui tối thùi. Rồi tới em. Đúng rồi. Mà sao ta thấy tối thui vậy nè? Không nghĩ đi. Không nghĩ. Trời ơi, khó quá, làm số đầu tiên mà không có ánh sáng luôn á. Chúng ta đã sẵn sàng hết rồi. Thanh Vân, trước khi chơi mình có đôi điều phát biểu gì không? Cho em hỏi là nếu mà thắng thì mình được bao nhiêu ạ? Thắng thì mình được bao nhiêu ạ? Thắng? Nhiêu gì? Cho bé được tiền bạc vậy? Đâu, mình chơi vui thôi mà. Ở đây là 7 nụ cười xuân, là chỉ có 7 nụ cười thôi. Không có quà cáp gì cả. Ôi thế ạ? Món quà đem tới là những nụ cười đó em à. Đủ ra đã làm. Chơi vô cùng đơn giản. Thắng thua thì chọn hình phạt như thế nào? Chị dạ này nọ lắm. Này nọ lắm. No. Lát nữa tôi có một cái hẹn, cho nên là tôi cũng không muốn. Ôi chúng ta nói chuyện bằng mật khẩu không? Ok. Vậy thì em xin phép một thôi ạ. À? Tôi cũng một thôi. Xin mời. Oh, wow. Rất là văn minh. Lần đầu tiên là chị em dễ thương vậy ha. Đặt đại diện của anh Tu Xì đi. Ai mà thắng thì vị trí số 1. Rồi tiếp tục là đầu kia số 2, số 3, số 4 nào. Vy qua Tu Xì với chú. Chú. Rồi chú nhường con. 1, 2, 3. Một. Con đếm hay đếm? Con đếm. Rồi, hỏi đếm đi. 1, 2, 3. Rồi, chú thua. Rồi, con là người đầu tiên, sau đó chú lượt. Rồi, sắp xếp. Lấy sang kẻ. Thôi mình thứ nhì đi. Ủa, mình thắng, mình được quyền chọn. À, quên, xin lỗi. Rồi, lượt đầu tiên. Xếp sang kẻ, mỗi người một dép ha. Chiếc dép cuối cùng nằm ở vị trí nào cao hơn, chiến thắng. Có nghĩa là có quyền hất dép của mấy đúng người vậy, kia. Đúng vậy, đúng vậy. Tạc hồi xưa đó. Trời ơi. Trời ơi. Đẩy bổng lên. Thôi 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 thôi. Đây bé Vy đúng không anh? Vy, con thể thẳng lên, con quăng lên đây nè. Ok, ok, 4 điểm. Ba và một điểm. Ủa, mạnh đúng rồi mà, màu đen. Màu đen có một điểm mà. Màu xanh, có dính màu xanh đúng không? Không, màu nhiều hơn lấy. Trời ơi.
Rồi Vy số 7 và con đang số 1 đó. Kể bên Vy luôn. Hay vậy. Nó ghê ra ngoài làm gì? Trời ơi, không ai vô được màu vàng luôn. Đi ghê ta. Chị già. 4 điểm rồi, màu đỏ 8 điểm rồi. Hả? Bỏ hào quá. Nách rồi đó. Nhưng mà mình vô một cái nữa. Đợi mình. Ủa chưa mà. Ba trái tim thắng. Ủa chơi ba lần mà. Mỗi người hai lượt thôi. Tỷ mộng mơ mang về tỷ số 3-1. Như vậy là tất cả đều bị bột hết. Vâng. Rồi mỗi người một ca. Cuối cùng cũng có đúng ngày đúng này. Ủa nãy tôi đâu có chơi với em. Sao em kiếm mối tôi chi vậy? Mà chú xâm xì con mà. À chú xâm xì con hả? Xâm xì. Dạ đầu tiên. Anh còn ép nữa. Có chơi có chịu. Em không sợ, không sợ, không sợ. Đầu tiên cứ cán con, đầu tiên cứ cán. Bé nó rưới từ từ á. Có cái mặt à, hả hê lắm. Còn xa xa. Trời ơi anh Vinh kìa. Ném bột đầu em luôn. Như vậy là riêng cái trò chơi này đã bị phạt rồi. Tiếp theo sau đây là còn bị phạt nữa. Bởi vì họ đội thua cuộc. Nhưng trước khi đến bên phạt, mời quý vị đến với quán cà phê rất ồn. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau ai ân tràn đầy. Đây chữ đơ. Đến với anh đêm này. Tông cao nhỉ. Có say đắm mê say. S sao em nỡ đành quên bao ngày tha thiết. Bao ngày tha thiết mong chờ. Ủa bài gì vậy lực? Không biết luôn. Rồi chờ là chữ C. Chữ C. Tâm đau quá. Năm. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đâu non. Cả đời mẹ đã gánh con biên trời. Chị Tê. Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Trời ơi vậy. Chữ ca. Người ta muốn hát tới chữ nào người ta hát vô. Chữ ca, chữ ca. Hỏi bé đi, hỏi bé đi. Hỏi bé là chữ gì con? Chữ ca. Chữ ca. Chữ ca. Quá dễ. Được. Không. Em không. Không. Đúng. Không. Tôi không còn yêu anh nữa. Không. No. Không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi. Ơi. Ê, có bài này có nha. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Ơi, mấy dặm hò khoang khoang em. Trời ơi, trời ơi. Quan trọng là có thuộc hay không. Bây giờ quan trọng người ta thuộc hay không nè. Lý nàng ơi, em thương mà em đợi. Chim trắng mồ côi nghe tái tái tê lòng. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời. Chim sáo không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Yêu. Sao phụ tình em? Sao phụ tình em? Rồi chữ em.
hoài luôn. Em với em là em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Tăng vắng dân vùng ngoài ô, tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Ô lê mình vô mình lại mờ. Mời không? Bỏ này xuống đi. Mời không? Bỏ này xuống đi. Hét ra không hay rồi, phải đặt làm gì chi vậy? Tại nếu mà đang sâu người ta vô. Người ta chuyên nghiệp. Rồi, ta chuyên nghiệp mà sao? Em mờ. Làm đi. Mời hôm qua con đây. Mời hôm qua con đây bao ân tình đắm say. Bỗng nhiên anh ngồi thay nên em nào có hay hôm qua em thấy ôi người ấy. Chữ tôi thấy bài đó đó. Ây da chữ da. Dạ. Giờ 5, 4, 3, 2, 1. Giờ đò đấy hả? Hết giờ xong rồi. Quay đứng với anh em trai. Giờ quá trời chứ giờ. 4 Dòng đời Khi 3, 2, 1 loại. Ủa sao vậy? Dòng đời. Em hát gì dòng đời hả? Dòng. Cái dòng của em phải ở đây nè. Rồi, như vậy chúng ta đã có đội hình bị loại. Sẽ là một đội gồm có anh Tú, Ninh Duy Lộc và Tiến Luật. Khoan, vậy thì hồi nãy em có thể hát lại. Hát lại đi. Mày. Đúng rồi, cho em hát lại đi. Rồi. Không được đâu bạn. Sao vậy? Trời ơi, số trước tôi gắt bé kia, dai tôi còn mỏi lắm. Tiến Luật dù gì cũng đã trải qua nhiều mùa rồi. Đúng rồi. Đúng không? Phải cho một người lớn tuổi người ta có một cơ hội để ta thể hiện. Đúng. Đúng không? Bây giờ hát bài gì của chữ Ngọc là loại được Ngọc. Ngày ơi. Xưa ai lá ngọc cành vàng. Rồi. Ôi, hay rồi. Ôi, hay rồi. Như vậy là Tiến Luật là không thích dùng mặt nạ. Chơi mặt ngọc. Mặt mọc nhưng đừng phun nước miếng nha cưng. Cái lưỡi. Cái đó khó lắm mà. Anh Kỵ Thủy. Kỵ Thủy. Trời. Mạnh quá vậy. Mạnh dữ vậy. Em trai, mạnh quá em trai. Mạnh nó bay. Sợ cái lỗ tai ghen vu luôn á em trai. Mạnh nó mới chết. Trời. Mọi người tiến lực cái khu vực 3 điểm nhiều quá ha. Khó là khu đó trơn lắm. Đây nè. Anh ngửa đây một tí. Khu đó trơn. Nó trơn luôn á anh. Nó không có độ bám. Ôi cái này nó mới dính cái mặt anh nó trơn. Mặt tôi không có vừa. Lấy hai con mắt thôi. Mặt tôi đắp mặt nạ kỳ lắm. Ủa là còn mới gần khoảng trên này luôn á. Chị không nổi. Tôi sợ lắm thiệt. Đến đi mặt nạ rồi. Đi. Mày vô gì con mắt rồi. Vô con mắt rồi bạn ơi. Bảy điểm. Vô con mắt rồi. Bảy. Dính thôi kìa. Mười điểm rồi. Ráng con mắt rồi ngon nha. Tôi dừng vô miệng anh nha. Anh ngậm lại đi, đừng nói nữa. Chưa dính nào. Ôi, bậy đi ạ. Bậy. Bậy đi ạ. Xuất sắc anh ơi. Sau đây
xin anh trai. Không sao em, không sao em, sao không sao em, bắn chính xác lắm. Bắn như vậy là lượt này là 17 điểm, hồi nãy là 13 đúng không ạ? Là hiện tại đội của Vinh Luật với lại Hà Nhi là đang có được là 30 điểm rồi. Dạ. Giờ tới lượt Hà Nhi. Dạ, em xin phép mà được phun vào mặt, được phun vào mặt anh. Chú Thế Vinh. Dạ, anh. Ok. Mạnh quá, nhẹ thôi bé. Em lấy cái hơi người thường, đừng có lấy cái hơi ca sĩ em phun. Trời ơi, xuống cỏ rồi. Không anh? Cứ phun đi em. Anh Vinh đứng cao lên đi, bé bị qua đầu anh không ạ? À, cái súng mà chĩa lên này nè, phải chĩa ngang vậy nè. Chĩa ngang nha. Ngang. Em cầm đây nè, em cầm đây nè, em cầm đây nè. Rồi, ok. Phun. Ba điểm, ba điểm. 3 điểm là 6 điểm. Đó, vô kỹ rồi kìa. Chưa, chưa được, chưa được. Đó, vô kỹ rồi kìa. Chưa, chưa được, chưa được, chưa được. Ok, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. No. Rồi, 3 điểm. Đúng rồi, đó rồi. 3 điểm nữa là 9 điểm. Như vậy, 39 sau 3 lượt của 3 thành viên, 39 điểm. Các bạn đã có được 39 điểm, chúc mừng. Em xin cảm ơn anh Vinh ạ. Dạ, em xin lỗi anh nhiều. Không sao, không sao. Kinh nghiệm đầy mình. Trăng trăng, thiện thiện, mỹ mỹ. Dạ. Chúng em xin thua. Không được thua. Không cho thua. Tụi em được xin mà. Tụi em chơi. Sẽ cố gắng mấy vòng sau. Chơi. Nhanh lên nào. Dơ. Nhanh nào. Ủa là nói cho tôi dơ hả? Ý là sợ trôi make up hiện nguyên hình đúng không? Mời vô đây. Tụi em được xin thua mà. Tại vì tụi em sợ. Tụi em sẽ chơi ở vòng sau. Tụi em sẽ há họng đúng không? Nhanh nào, nhanh nào. Rồi, tụi em bù đắp lại bằng trái khác. Trời. Trời. Hai có điểm rồi. Hai có điểm rồi, có điểm rồi, ba điểm rồi. Không mắc, không mắc. Khoan. Nó rớt vô trong đây luôn rồi. À, thật sự là nước miếng không đó. Nó gắn trên đây nè. Vô mà kệ phải không? Hết sốt, hết sốt. Và rất là mạnh luôn á. Ơ, đau quá thì đau luôn á, lụng cán luôn. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.